tạm giữ người. Nam sinh để lại lời nhắn nghi nhảy sông tự tử được tìm thấy ở một nhà hàng. Kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố này vừa có văn bản khẩn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh ca bệnh trên cả nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4 này. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Thông tin chi tiết kính mời quý vị theo dõi ngay trong tin nóng đầu tiên của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo khẩn này nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19, không để bùng phát dịch trở lại. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức, các sở ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt với nhóm người có nguy cơ cao, đeo khẩu trang khử khuẩn trong cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Ghi nhận trong sáng ngày 17 tháng 4, một số trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cho học sinh mang khẩu trang khi đến trường. Ngoài thực hiện các hướng dẫn của ngành y tế, Bích Hồng thiết nghĩ không riêng gì tại thành phố Hồ Chí Minh mà quý bà con ở các địa phương khác cũng nên chủ động chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn thời tiết nắng nóng và chuyển mùa hiện nay. Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu mua bán trên mạng xã hội của người dân tăng cao để thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Ví như mới đây thì có 4 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đã tự lập ra và mua các trang fanpage lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả vé cho khách hàng. Với hành vi này, cả 4 đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ để xử lý theo quy định. Đây cũng là lời cảnh báo đến quý bà con khi thực hiện mua vé máy bay trên các trang giao dịch trong thời điểm kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần. Các đối tượng bị bắt gồm Lê Đông Khánh, Lê Sĩ Tú, Lê Văn Bình và Lê Văn Ngọc đều trú tại huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng các fanpage phòng vé máy bay giả rồi gửi thông tin cá nhân của những người có nhu cầu đến các hãng bay để đặt vé. Trong thời gian chờ vé, khách hàng kiểm tra thấy có thông tin của mình nên đã tin tưởng chuyển tiền mua vé đến tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng này không chuyển tiền cho các hãng hàng không mà chiếm đoạt luôn số tiền này. Khi khách hàng biết bị lừa, gọi điện đến các số máy trong nhóm thì đều bị chặn liên lạc. Với thủ đoạn này, từ tháng 1 năm 2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay của nhiều người ở nhiều địa phương trong nước với số tiền hàng trăm triệu đồng. Riêng tại tỉnh Hải Dương có 2 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt gần 10 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Chiều ngày 16 tháng 4, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trước đó, người dân phát hiện xưởng gỗ trong khu dân cư bỗng nhiên bốc cháy. Bà con đã kéo vòi nước, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4. Người dân sống trên đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức nghe nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó phát hiện khối lửa bùng lên từ một xưởng gỗ. Nhiều người tìm cách dập lửa nhưng trong xưởng chứa đầy vật liệu dễ cháy, do đó nỗ lực chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại nhiều tài sản. Còn tại tỉnh Long An, cũng trong ngày 16 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang tạm giữ một người đàn ông để điều tra về hành vi đập phá đồ thờ cúng trong chùa và châm lửa đốt chùa trên địa bàn.
Sự việc đã được camera ghi lại. Theo hình ảnh, vào 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4, một thanh niên đi vào chính điện của chùa Long Nguyên, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng Phật trên chính điện. Đồng thời, treo lên chính điện, hất đổ, đập phá, ném tất cả các đồ thờ cúng xuống nền. Không dừng lại, người này tiếp tục bật quẹt châm lửa đốt và bỏ đi ra ngoài sau đó. Theo thông tin ban đầu, đối tượng là PHL, sinh năm 1991. Khi công an xã Đức Lập Hạ khống chế, đưa về trụ sở, nhưng L không kiểm soát được bản thân, la hét và liên tục tự đập đầu xuống sàn nhà. Công an xã đã báo cáo vụ việc cho công an huyện Đức Hòa, đồng thời đưa L vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Đến thời điểm hiện tại, L đã dần hồi tỉnh. Công an huyện Đức Hòa đang lấy lời khai của L để xử lý theo quy định của pháp luật. Thêm một người nữa có biểu hiện bất thường, đó là một người phụ nữ lớn tuổi treo lên và đi trên dây điện ở Bình Dương, khiến cho nhiều người sợ hãi. Liên quan đến vụ việc, tối ngày 16 tháng 4, công an xã An Tây, thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương và bà con nhân dân địa phương đã giải cứu thành công người nhà này. Một số người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực không có điện nên người này không bị điện giật hay gây ảnh hưởng đến tính mạng. Theo một số người dân, khoảng gần 18 giờ ngày 16 tháng 4, mọi người phát hiện người phụ nữ lớn tuổi đang đi trên đường dây điện nằm trên đường DT744. Quá hoảng sợ, người dân đã báo cho cơ quan công an, đồng thời khuyên nhủ người phụ nữ này xuống. Thế nhưng người này nhất quyết không nghe. Khi lực lượng công an có mặt và cùng người dân tiếp tục khuyên nhủ nhưng bất thành, ở bên dưới một số nam thanh niên đã lấy một tấm bạt lớn căng ra để đề phòng người phụ nữ này bị rơi xuống. Khoảng hơn 30 phút sau, lực lượng công an cùng người dân đã đưa một chiếc xe tải lớn có chiều cao gần bằng đường dây điện để tiếp cận người phụ nữ này. Sau đó, một số người đàn ông đã treo lên nóc thùng xe tải để khống chế đưa người này xuống an toàn. Được biết người phụ nữ này bị bệnh nên tinh thần không ổn định. Một đôi vợ chồng ở tỉnh Vĩnh Long mở quán cà phê không phải để bán nước giải khát cho khách, mà để làm tụ điểm cho 10 con bạc khác tụ tập cùng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trực tuyến với nhà cái ở Campuchia. Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ điều tra đối với Phạm Chí Cường, sinh năm 1993, cùng vợ là Đinh Thị Hà Xuyên, sinh năm 1991, cùng ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít và 10 người khác để làm rõ về hành vi đánh bạc. Ngày 17 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Mang Thít bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê không tên do Phạm Chí Cường, 30 tuổi và Đinh Thị Hà Xuyên, 32 tuổi, vợ của Cường, cùng ngụ ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm chủ thì phát hiện Cường và Xuyên cùng 10 con bạc khác có hộ khẩu tại hai huyện Mang Thít và Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet, có nhà cái tại Campuchia nên lực lượng đã tiến hành bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tang vật gồm 10 điện thoại di động, có 6 điện thoại di động đang phát trực tiếp các trận đấu gà, 12 xe máy, 1 xe đạp điện và gần 90 triệu đồng tiền mặt. Lực lượng công an đã lập biên bản sự việc và di lý nhóm đối tượng tham gia đánh bạc trên đến trụ sở công an huyện Mang Thít để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại tỉnh Vĩnh Long, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 16 tháng 4, người dân khu vực đường Trần Văn Ơn thuộc phường 1 thành phố Vĩnh Long phát hiện một người đàn ông chạy xe máy biển số tỉnh Vĩnh Long từ một con hẻm ra đường Trần Văn Ơn thì bất ngờ ngã xuống đường bất tỉnh nên trình báo đến công an. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố Vĩnh Long đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, phát hiện người đàn ông trên đã tử vong. Được biết người này là VQV, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 41 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thi thể của ông V đã được công an thành phố Vĩnh Long bàn giao cho gia đình mai táng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Về câu chuyện một nam sinh lớp 8 để lại đôi dép và mảnh giấy với nội dung "con không ăn trộm" trên cầu Vinh, tỉnh Quảng Bình rồi mất tích, khiến cho gia đình vô cùng lo lắng, thì sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, cậu bé này đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại một quán ăn trên địa bàn của thành phố Đồng Hới. Được biết khi thấy cháu bé này đang đi lang thang ngoài đường, chủ quán ăn đã gọi vào cho cháu ăn uống nghỉ ngơi tại đây. Khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 4, người dân thị trấn Nông Trường Việt Trung, tỉnh Quảng Bình phát hiện trên cầu sông Vinh có một mảnh giấy với nội dung "con xin lỗi, con không ăn trộm" và một đôi dép. Nghi có trẻ em nhảy cầu, sự việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã xác minh học sinh là S, 15 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, học sinh của trường trung học cơ sở Bắc Vinh. Nghi con trai nhảy cầu tự tử, gia đình cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày, đồng thời thông báo tìm kiếm trên Internet, các mạng xã hội. Ngày 16 tháng 4, có người nhìn thấy nam sinh ở thành phố Đồng Hới. Sau khi xác nhận cháu trai trên là người mất tích đang được tìm kiếm, công an huyện Bố Trạch tiến hành hoàn tất các thủ tục tiếp nhận để bàn giao cháu cho gia đình.
Hiện tâm lý của cháu chưa ổn định. Gia đình có nguyện vọng sẽ đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa về nhà. Kính thưa quý vị, Tết Jones năm thơ mây năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 4. Đây là dịp lễ hội lớn nhất trong năm của bà con đồng bào Khmer Nam Bộ. Theo ghi nhận, vào chiều ngày 16 tháng 4, hàng ngàn người dân Khmer đã đến chùa Perumani Vongsa, thị trấn Thái Lai, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ để tham gia nghi thức tắm Phật. Đây là nghi thức truyền thống trong dịp Tết cổ truyền Chô Chê Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Tượng Đức Phật được các thành viên phụ trách tổ chức lễ hội thỉnh từ chánh điện ra trước cổng chùa, bắt đầu thực hiện nghi thức. Nghi thức tắm Phật diễn ra tại hầu hết ở các chùa Khmer ở miền Tây Nam Bộ do các vị sư tổ chức thực hiện. Với sự tham gia của đông đảo người dân, nghi thức truyền thống này nhằm thể hiện đức tin của người Khmer về Đức Phật, đồng thời vì xin nước tắm Phật dội lên người mang lại sự bình an may mắn cho bản thân và gia đình trong năm mới. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 4, bà con Khmer Nam Bộ đến các chùa Khmer để dâng cơm, cúng dường cầu phước dịp Tết cổ truyền. Đây cũng là một trong những hoạt động truyền thống đặc trưng của bà con. Hàng trăm người đã đến cúng dường cầu phước tại chùa Bô Thi Samron thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer Nam Bộ lớn nhất tại thành phố Cần Thơ. Vấn nạn giật dây chuyền vẫn liên tiếp diễn ra trong thời gian qua. Mặc dù camera nóng đã cảnh báo nhiều lần, nhưng chị em phụ nữ vẫn đeo nữ trang đắt tiền ra đường, tạo điều kiện để những tên đảo chích ra tay dễ dàng. Và đơn cử là hai vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại đường Ninh Bình, phường 2 Bạc Liêu và khu vực Tráng Bơm Đồng Nai sau đây. Hy vọng một lần nữa cảnh tỉnh chị em phụ nữ không nên đeo nữ trang ra đường. Theo clip camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại, một người phụ nữ đang chạy xe trên đường thì bất ngờ hai đối tượng từ sau chạy lên áp sát giật dây chuyền của người phụ nữ này. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ mất lái té ngã xuống đường. May mắn nạn nhân chỉ bị trầy xước bên ngoài. Còn đây, vào trưa 15 tháng 4, người phụ nữ trung niên đang dựng xe đứng bên đường khá vắng người. Thời điểm này, một đối tượng nam chạy xe máy ngang qua thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ này rồi rồ ga tẩu thoát. Quá bất ngờ, nạn nhân chỉ biết tri hô trong sự bất lực. Tiếp theo là sự việc xảy ra ở xã Nhị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giữa ban ngày, các đối tượng liều lĩnh đột nhập nhà dân trộm tài sản khiến cho gia chủ vô cùng hoang mang. Vào khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 4, hai đối tượng nam đã đột nhập vào nhà dân, thản nhiên như chúng không người. Sau khi vào trong, hai đối tượng đã lấy kìm cộng lực cắt khóa và lục lọi, rồi lấy cắp màn hình TV, sau đó tẩu thoát. Kính thưa quý vị, ngành du lịch nước ta hiện nay đang trong quá trình phục hồi và đã có nhiều khởi sắc sau khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Theo ghi nhận, năm nay, năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đã có mức tăng trưởng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp chuyên phục vụ thị trường này mong muốn có thể thu hút lượng khách quốc tế đến nước ta nhiều hơn, đặc biệt là vào mùa hè này. Để thu hút và giữ chân du khách ở Việt Nam dài ngày, các chủ doanh nghiệp về du lịch đã đưa ra một số giải pháp đột phá. Cụ thể ra sao, chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây do phóng viên Nóng 24 giờ thực hiện. Doanh nghiệp lữ hành này chia sẻ, lượng khách quốc tế đi theo đoàn và khách lẻ đặt tour dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Khách hàng tập trung chủ yếu đến các khu sinh thái và biển như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, trải nghiệm các hoạt động thể thao, mạo hiểm và văn hóa cộng đồng địa phương. Tại lượng khách của Bình Định, chủ yếu là Hàn Quốc vào Nha Trang dịp 30 tháng 4 tầm khoảng là 350 khách, và so với năm trước thì tăng khoảng 6%. Với cái lượng tăng trưởng đó và những cái booking đang chờ ở những cái đối tác ở bên Hàn Quốc thì từ đây tới cuối năm thì cái lượng tăng trưởng có thể tăng lên nhiều nữa, tại vì cái thị trường nó đang mở cửa và những cái chính sách của Việt Nam mình cũng đang khá tốt cho thị trường khách quốc tế và Việt Nam. Về phía nhà hàng khách sạn, trong năm 2023 ghi nhận thị trường khách quốc tế đến Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ. Hiện nay, lượng khách hàng booking tại khách sạn này vào dịp lễ đạt 90% công suất phòng và tập trung ở các nước châu Âu. Hiện nay là khách inbound của châu Âu đang tăng rất là mạnh. Giống như bên khách sạn, chủ khách sạn Doris thì là đang tăng chủ yếu là khách Pháp và khách Ý. Nếu mà về số liệu tăng thì có thể là tăng trên 130% so với lại 34 của năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 ước đạt hơn 895.400 lượt người. Trước đó, với 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh thu 21.234 tỷ đồng,
tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 13,3% so với kế hoạch đặt ra. Hiện nay, du khách quốc tế hướng đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch bền vững, trải nghiệm các văn hóa địa phương, du lịch thể thao, mạo hiểm, du lịch sinh thái nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ và giữ chân du khách đến Việt Nam. Ngoài sự chuẩn bị về nhân sự, các công ty du lịch, dịch vụ còn chú trọng nâng cao sản phẩm, làm mới các hoạt động theo thị hiếu của du khách. Ta cho khách tham quan cầu rồng ở Đà Nẵng, thì thay vì xe mình chở cái cầu rồng để cho khách tham quan cái cầu rồng phun lửa, thì bây giờ chúng ta sẽ thả khách ở cầu Trần Thị Lý. Và khách sẽ có một đoạn đường khoảng 2 km di chuyển bằng đường bộ. Thì trên khúc đường này khách sẽ được trải nghiệm những cái mô hình buôn bán hàng quán địa phương của người dân, cũng như là những kiến trúc, những ngôi nhà của người Đà Nẵng cổ của ngày xưa. Nhu cầu của khách hàng luôn đa dạng và đổi mới. Tuy nhiên, yếu tố thay đổi rõ ràng sau dịch Covid-19 là nhu cầu khách đoàn giảm. Thay vào đó thì phần khách lẻ, nhóm nhỏ tăng cao và hướng đến du lịch tự do, tận hưởng những giá trị riêng. Cái lượng khách mà công ty đón được từ đầu năm cho tới hết mùa hè của năm nay thì 80% là khách lẻ. Điều đó ngược lại với trước đây. Kinh tế có thể là thế giới bây giờ thay đổi và cái phân tầng của người giàu, người nghèo nó rất là lớn. Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch nó cũng rất là khác nhau. Cho nên là đi theo đoàn, theo nhóm lớn nó không còn là cái cách đi cơ bản nữa, mà là cách đi theo kiểu tự do. Ít tiền đi kiểu ít tiền, nhiều tiền đi kiểu nhiều tiền. Thích rừng núi đi rừng núi, thích biển đi biển, mà người ta tách thành nhóm nhỏ để có thể tận hưởng giá trị riêng của mình. Muốn du lịch nhanh chóng phục hồi và thu hút giữ chân khách quốc tế, cần sự đồng hành chung tay của nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, câu chuyện xúc tiến, quảng bá du lịch, liên kết giữa các địa phương để tạo nên hệ thống sản phẩm mới, hấp dẫn, cần đẩy mạnh để tạo sức bật cho du lịch Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Nhà nông thông minh ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Đắc, một người con của tỉnh Long An chúng ta, người đã sáng tạo ra mô hình trồng rau bè thủy sinh để cho ra sản phẩm rau sạch an toàn cho người tiêu dùng. Cụ thể, anh Nguyễn Văn Đắc đã tận dụng diện tích ao hồ sẵn có, kết bè từ chai nhựa, phủ giá thể lục bình lên trên để trồng rau. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hứa hẹn mở ra hướng đi mới trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhiều bà con. Kính mời quý vị cùng tham quan ngay bây giờ. Trên diện tích mặt nước rộng vài ngàn mét vuông này, anh Nguyễn Văn Đắc đã xây dựng nên một mô hình trồng rau vô cùng độc đáo. Đó là các loại rau màu như dưa leo, cà chua, mướp, bí đao, cải bẹ xanh đều được trồng hoàn toàn trên bè nổi, được kết bằng chai nhựa nối tiếp nhau giữa hồ nước. Tận dụng những ao hồ sẵn có, anh Đắc nghiên cứu tạo ra những bè nổi trên sông bằng vỏ chai nhựa, được bao bọc bằng lưới cùng những nẹp tre. Phía trên được ủ phân lục bình đã qua xử lý. Mỗi bè dài 3 mét, rộng 1 mét, sử dụng 12 kg chai nhựa. Anh cho biết so với trồng trên cạn thì trồng trên mặt nước có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Khi áp dụng phương pháp canh tác này, người trồng không phải mất nhiều thời gian cho việc tưới tiêu như trồng trên bờ, vì rau có thể lấy nước tự nhiên thông qua rễ lục bình và thân lục bình. Mặt khác, nhờ có hơi nước bốc lên, độ ẩm vừa phải, rau màu cũng tươi tốt, ngon, giòn hơn. Đặc biệt, trồng rau màu trên bè nổi sẽ cách ly được khoảng 80% sâu rầy, côn trùng phá hoại, từ đó đảm bảo chất lượng rau sạch và cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng theo phương pháp truyền thống. Nó sẽ lấy nước tự nhiên từ thông qua cái rễ lục bình, lại thân lục bình lấy nước tự nhiên, mình khỏi cần phải tưới nước. Hai nữa thì nó nằm sát mặt nước, thì cái nhiệt độ của mặt nước so cung cấp cho rau thì nó rất là phù hợp, lúc nào nó cũng mát mẻ. Rồi cái ưu điểm nữa thì nó nằm ở ngoài mặt nước vậy thì nó cách ly được sâu bệnh tới 70-80%. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, mô hình trồng rau bè của anh Đắc bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế nhất định. Mỗi ngày anh Đắc thu hoạch tại vườn từ 300-400 kg rau, bán giá khoảng 40.000 đồng một ký. Anh Đắc cho biết, anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô canh tác ra diện tích mặt nước khoảng 3 hecta trong tương lai. Bằng việc tận dụng triệt để vỏ chai nhựa, cây lục bình và diện tích ao hồ bỏ trống, anh Đắc đã tạo nên mô hình canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao và hứa hẹn mở ra hướng đi mới trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ, Bích Hồng và Minh Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.